Lần này là màn đối mặt giữa Mojikawa và chuyên gia bóng bóng. Mới bắt đầu, chuyên gia nói sẽ làm động tác dễ nhất để Mojikawa mở mang tầm mắt. Chuyên gia thổi nhiều quả bóng nhỏ vào một quả bóng lớn, rồi dùng tay làm cho những quả bóng nhỏ bay lên trời. Vẻ mặt ngưỡng mộ của Mojikawa làm chuyên gia rất tự hào. Tới lượt Mojikawa thực hiện động tác. Ôi trời, cô đã thành công ngay trong lần đầu tiên. Chuyên gia bị một fan hết hồn. Lần này chuyên gia đã tăng độ khó lên. Anh tạo bong bóng bao trùm lên một bong bóng có sẵn. Mojikawa thấy được cũng há hốc mồm luôn. Nhưng rất nhanh cô đã làm cho chuyên gia đứng hình. Chuyên gia đã luyện tập hơn nửa năm mà sao Mojikawa mới lần đầu đã làm được rồi? Chuyên gia cảm giác có gì đó sẽ sai. Vậy là chuyên gia liền tung tuyệt chiêu cuối. Anh tạo ra hai bong bóng lớn, rồi thổi thêm 9 bong bóng nhỏ xung quanh và thêm một bong bóng khói ở giữa để tạo ra chiếc lồng đèn rất đẹp. Chuyên gia nói đã luyện tập nó suốt 2 năm và rất tự tin Mojikawa không thể làm được. Quả nhiên lần đầu Mojikawa đã thất bại. Chuyên gia thấy vậy thì cười tít mắt, nhưng khi chuyên gia quay lại nhìn, anh bỗng nhiên không thể cười được nữa. Mojikawa đã hoàn thành nó. Chưa dừng lại ở đó, cô còn xếp chồng nhiều lồng đèn lên nhau, điều mà chuyên gia còn chưa làm được. Cuối cùng chuyên gia cũng phải dành cho Mojikawa một tràng vỗ tay khen ngợi.